Quý vị thân mến, đến với chuyên mục Câu chuyện sức khỏe trong chương trình Nụ cười ngày mới hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, giám đốc trung tâm nha khoa Nhân Tâm và cùng tìm hiểu về một bước tiến mới trong nha khoa thẩm mỹ hiện đại, đó chính là công nghệ thiết kế nụ cười. Xin được chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào anh Tú và xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, như chúng ta đều biết thì ngày nay những công nghệ ngày càng phát triển và mọi người thường sẽ quan tâm hơn đến vấn đề thẩm mỹ, và một trong số đó đó chính là thẩm mỹ về răng miệng. Và mọi người thì thường ao ước mình sẽ có một nụ cười thật là tươi để có thể thu hút được ánh nhìn từ phía những người khác. Thế thì ngày xưa thì chúng ta sẽ thường chỉnh một hoặc hai chiếc răng để có thể thay đổi nụ cười của mình. Nhưng mà ngày nay thì anh Tú được biết đến một công nghệ, đó chính là thiết kế nụ cười. Không biết là công nghệ này có khó khăn không, và bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn đây là một công nghệ như thế nào được không ạ? Cái công nghệ thiết kế nụ cười là một cái công nghệ nó dựa trên nền tảng của cái công nghệ kỹ thuật số. Là mình cần phải có cái hình ở dưới dạng là kỹ thuật số và đồng thời một cái phần mềm để thiết kế. Thì dựa trên cái công nghệ kỹ thuật số và phần mềm đó thì cái hình ảnh nụ cười của bệnh nhân được điều chỉnh cho nó đẹp hơn, cho nó thẩm mỹ hơn. Thì có thể mình phải can thiệp đến 3 cái vị trí của cái nụ cười đẹp. Thì mình thấy cái nụ cười đẹp là cái nụ cười là sự hài hòa của răng, của nướu và của môi. Thì khi mình thiết kế nụ cười là mình thay đổi lại 3 cái cấu trúc đó để cho có một sự hài hòa của răng, cả về màu sắc, cả về hình dáng, cả về vị trí. Đồng thời là mình phải là thay đổi lại cái vị trí của nướu cũng như là cái vị trí của môi để cho nó phù hợp với lại cái khuôn mặt của bệnh nhân, phù hợp với nước da của bệnh nhân, phù hợp với cái độ tuổi của bệnh nhân. Thì khi đó ta gọi là cái công nghệ thiết kế nụ cười. Nghe những lời chia sẻ của bác sĩ thì anh Tú thấy đây cũng có thể là một công nghệ cũng khá phức tạp đúng không ạ? Vậy thì nếu như một người muốn thiết kế lại nụ cười của mình thì phải trải qua những quy trình nào thưa bác sĩ? Thì điều đầu tiên là cái người bác sĩ phải khám. Cái thứ hai là ghi lại cái hình ảnh bằng máy kỹ thuật số và chụp cái phim X-quang và đồng thời lấy dấu cái mẫu hàm. Tất cả những cái dữ liệu này sẽ được nạp vào trong một cái phần mềm. Thì cái phần mềm đó nó sẽ giả lập lại cái vị trí kích của răng, kích thước của răng, màu sắc của răng cũng như vị trí của môi và của nướu sao cho nó tuân theo một cái nguyên tắc thẩm mỹ trong cái lĩnh vực chuyên môn. Thì trên cái phần mềm mình sẽ làm ra một cái điều lý tưởng đó. Đó là cái hình ảo trên máy. Và đồng thời trên cái mẫu hàm, dựa trên cái hình ảo đó mình cũng tạo ra một cái hình thể răng trên cái mẫu hàm thật cao. Thì cái bước tiếp theo là cái lần hẹn tiếp theo á, thì mình show ra cho bệnh nhân xem cái nụ cười họ trước và sau khi làm trên máy tính, mặc dù mình chưa làm gì cả nhưng mà mình nhờ phần mềm có thể làm ra được cái hình sau khi điều trị. Thì với công nghệ này rõ ràng là người bệnh nhân họ thấy trước cái kết quả điều trị. Đó là hình ảo. Còn cái hình thật là mình dựa trên cái phần mềm đó mình đã tạo ra một cái mô hình rồi. Thì cái mô hình này có thể lắp trên miệng bệnh nhân và mình chụp lại cái hình, hoặc là mình đưa cái gương cho bệnh nhân xem. Thì đó là cái cách hình thật hơn. Đó, thì hai cái công đoạn đó, sau khi mình thiết kế xong, mình vừa có cái hình trước và sau điều trị trên máy tính, và mình cũng có cái mẫu để mình lắp được trên miệng để cho bệnh nhân xem. Thì cái đó họ thấy được cái sự thay đổi là như thế nào trước khi mình quyết định là mình bắt tay vào cái quá trình điều trị. Sau khi mà mình đưa bệnh nhân xem những gì mà bệnh nhân có thể có được khi mà mình thực hiện quy trình thiết kế lại nụ cười, thì không biết là thực tế so với những hình ảnh đó thì cái phần trăm giống nhau là như thế nào ạ? Khi mình thiết kế lên rồi á, thì có những phần mình phải can thiệp cụ thể như là cái hình thể của răng, cái màu sắc của răng. So với cái hình mẫu mình làm á, thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Bởi vì cái vật liệu để mình làm thử á, là cái vật liệu nó rẻ tiền hơn và nó có tính chất mô phỏng cái hình thể và một phần cái màu sắc thay đổi thôi. Còn cái màu sắc thật sự sau này mình làm, có thể mình làm vật liệu bằng veneer sứ hoặc là răng sứ toàn bộ thì cái màu sắc nó sẽ đẹp hơn. Và so sánh cái hình ảnh trước điều trị và cái ảnh sau điều trị trên máy á, thì sự khác biệt nó là rất là ít. Đấy, vì tất cả những cái công cụ này là mình đo trên máy bằng mm. Thành thử cái xác suất nó cũng không có thay đổi nhiều, có thể là 9-10 so với cái kết quả mà mình làm ra cái sự thật đấy. Cái thứ hai là khi mình thay đổi cái mô nướu
của bệnh nhân, thì cái đó là mình phải qua một cái phẫu thuật nướu hoặc là phẫu thuật môi, thì cái đó cũng được đo đạc và tính toán, do đó cái sự sai số tôi nghĩ là không có nhiều. Thưa bác sĩ, như là khi nãy bác sĩ có chia sẻ thì ba yếu tố để chúng ta có được một nụ cười đẹp đó chính là răng, nướu và môi. Vậy thì đối với ba bộ phận này thì chúng ta sẽ có những cách xử lý như thế nào ạ? Các bạn biết là thông thường mình nghĩ tới là mình chỉ thay đổi về răng thôi, và thông thường răng là người ta chú trọng vào cái màu sắc của răng. Nhưng mà kỳ thực là với cái công nghệ thiết kế nụ cười này, mình sẽ thay đổi rất nhiều cái bộ phận để có nụ cười đẹp. Với răng thì mình có thể thay đổi màu sắc, thay đổi về hình dáng, thay đổi về kích thước và thay đổi về góc độ. Và đối với cái kích thước thì phải tuân theo một cái tiêu chuẩn, người ta gọi là tiêu chuẩn vàng. Khi cái khuôn mặt của mình, cái hình thể của mình nó cũng tuân theo tiêu chuẩn vàng. Còn với từng chiếc răng cụ thể nó cũng phải tuân theo tiêu chuẩn vàng thì nó mới đẹp. Và tiêu chuẩn vàng là tiêu chuẩn mà cái chiều rộng nó bằng khoảng 80% cái chiều dài, thì khi đó nó mới đẹp. Còn nếu chiều rộng bằng chiều dài thì nó thành hình vuông, đúng không ạ? Thì cái tiêu chuẩn vàng là cái tiêu chuẩn mà nó cho phép mình đẹp, là mình làm sao mình phải làm lại cái răng cho nó đạt được, rơi vào cái tiêu chuẩn vàng là cái chiều rộng nó bằng khoảng 80% cái chiều dài, thì khi đó nó mới có được cái hình thể đẹp. Còn về nướu thì cái việc mình điều chỉnh nướu nó cũng sẽ đem lại thay đổi cái kích thước của răng, phải không ạ? Và mình trong trường hợp mà có những bệnh nhân họ cười lộ nướu nhiều quá thì mình có một cái thủ thuật gọi là phẫu thuật làm dày thân răng, hay là phẫu thuật bớt cái nướu đi. Và trong trường hợp mà cái nướu nó ngắn quá, nó bị tụt, nó làm cho cái răng dày ra, thì mình nên ghép nướu để mình có được cái nướu nhiều hơn, để cho cái răng, cái kích thước nó về lại cái tiêu chuẩn vàng. Trong trường hợp là người bệnh nhân họ cười lộ nướu nhiều quá thì mình có cái phẫu thuật là mình định vị lại cái vị trí của môi, để cho cái môi, cái cơ mà nâng môi ấy, nó bớt hoạt động đi, để cho cái môi nó định vị ở một cái vị trí là đẹp. Và vị trí đẹp ở đây là cái bờ môi trên nó ngang với lại cái đường cổ răng là đẹp. Còn trong trường hợp cái bờ môi trên mà nó cao hơn cái bờ của cái cổ răng trên 2mm là mình đã cho là lộ nướu rồi, là không đẹp rồi. Và cái cạnh cắn của các răng thì nó song song với cái bờ môi dưới, là những cái tiêu chuẩn của cái nụ cười đẹp, và mình cần phải điều chỉnh để đưa về những cái thông số đó, đưa về những cái tiêu chuẩn đó. Và như bác sĩ có nói là chúng ta có thể sẽ phải sử dụng đến một vài tiểu phẫu hoặc là một vài phẫu thuật nhỏ để có thể điều chỉnh được nụ cười. Vậy thì không biết là những tiểu phẫu này có để lại những biến chứng nào không ạ? Và mức độ nguy hiểm thì như thế nào ạ? Thật sự đây là những cái can thiệp không có lớn, nhưng mà nó đòi hỏi cái người bác sĩ phải hiểu thật sâu sắc và có kỹ năng cao. Tại vì mình can thiệp đến cái vùng thẩm mỹ và cái độ chính xác mình đạt được là nửa mm. Do đó mình cần phải có một cái kinh nghiệm nhất định thì mới có thể đem lại được cái nụ cười hoàn hảo giống như mong đợi. Còn nếu như là mình chưa có nhiều cái kỹ năng, mình chưa có hiểu biết thật sự thì có thể là sẽ có biến chứng. Nó thứ nhất là không thẩm mỹ. Thứ hai, một cái biến chứng mà tôi thấy rất phổ biến trong cái dịch vụ làm răng sứ hiện nay. Tại vì hiện nay tôi thấy là rất nhiều cái cơ sở quảng cáo làm răng sứ và cổ suý cho cái vấn đề làm răng sứ. Tuy nhiên tôi thấy là có nhiều anh chị chưa thật nắm vững về cái giải phẫu sinh lý của răng. Khi làm cái răng sứ mà cái phần răng sứ nó cắm sâu vào trong nướu quá thì mình gọi một cái thuật ngữ về mặt chuyên môn là xâm phạm vào khoảng sinh học. Mà khi xâm phạm vào khoảng sinh học á, thì sau khoảng 2 đến 4 tuần là cái nướu nó sẽ đỏ, nó sưng lên. Đó là cái biến chứng vì xâm phạm khoảng sinh học. Và khi có bị xâm phạm khoảng sinh học thì sẽ kèm theo việc chảy máu nướu. Và tiến triển xấu hơn là làm tiêu xương và đến lung lay răng. Thì đó là cái biến chứng tôi nghĩ rằng phổ biến hiện nay. Dạ, vậy thì nhân đây thì anh Tú cũng xin phép được hỏi bác sĩ, đó là những ưu điểm nào là những ưu điểm vượt trội nhất của công nghệ thiết kế nụ cười so với những công nghệ mà trước đây chúng ta thường sử dụng để có thể điều chỉnh được răng cũng như là nụ cười của mình ạ?
Rõ ràng là chúng ta thấy cái ưu điểm vượt trội của cái công nghệ thiết kế nụ cười so với cái trước đây. Trước đây là chúng ta nhìn một cách cảm tính và chúng ta quyết định cái điều trị sẽ làm gì. Còn bây giờ là chúng ta dựa vào phần mềm thì chúng ta đưa ra cái hình ảnh sau cùng trước khi chúng ta làm. Thì có nghĩa là chúng ta tiên lượng được cái kết quả và người bệnh nhân họ sẽ thấy được cái kết quả trước khi làm. Thì cái sự đồng ý của họ sẽ cao hơn. Họ không có mơ hồ, họ không có phân vân là không biết kết quả nó như thế nào. Đó, thì khi họ đã thấy được cái kết quả sau cùng thì cái sự đồng thuận nó sẽ cao hơn và nó ít xảy ra cái việc mà phàn nàn sau khi điều trị. Tại vì cái kết quả hầu như người ta đã thấy được rồi. Người ta cũng mường tượng được là cái hình ảnh của mình nó sẽ như thế nào sau khi làm. Đó là một cái ưu điểm về cái phía mà giao tiếp giữa bác sĩ và cái người bệnh nhân thì mình đỡ phiền hà đi rất nhiều sau khi mình thực hiện. Ưu điểm thứ hai á là so với cái chủ nghĩa kinh nghiệm á, mình nhìn mà mình phán đoán phải làm gì thì nó mang tính chất định tính. Còn bây giờ mình với cái công nghệ thiết kế này thì mình biết được rằng là mình nên làm cái răng nó dài hơn bao nhiêu milimét, cái nướu cần phải cắt lên bao nhiêu milimét. Đó, thì nó có cho mình một con số, nó mang tính chất định lượng, nó chính xác hơn chứ không phải dựa theo một cái chủ nghĩa kinh nghiệm nữa. Do đó cái kết quả sau cùng á, là nó tiên lượng hơn, nó chính xác hơn, nó tốt hơn. Đồng thời mình cũng biết được là mình có một cái lộ trình làm việc rõ ràng, thành thử cái việc mà mình phải sửa lại nó rất ít, mà mình cũng rút ngắn được cái thời gian điều trị. Bên cạnh đó thì còn một cái ưu điểm đặc biệt nữa là mỗi bệnh nhân họ thường có một cái cá tính khác nhau. Và thường những người đi làm thẩm mỹ tôi thấy người nào cũng có cá tính hết. Phải không ạ? Thì để đáp ứng được cái yêu cầu đó mà đỡ có phiền hà sau khi điều trị á, là nhờ cái phần thiết kế nụ cười. Thì khi đó mình cho người ta xem cái kết quả sau khi làm nó như thế nào thì người ta có thể đóng góp cái ý kiến vào đó. Và tùy theo cái khả năng về mặt kỹ thuật mà mình có thể mình đáp ứng được cho người ta đến bao nhiêu phần trăm. Thì có nghĩa là với cái công nghệ này cũng có thể nó đáp ứng được là cái yêu cầu thẩm mỹ của từng cái người khách hàng cụ thể. Vậy thì với công nghệ thiết kế nụ cười này thì mỗi bệnh nhân sau khi mà mình hoàn thiện tất cả các quy trình và có được kết quả như mong muốn rồi thì thời gian mà mình có thể giữ được là bao lâu, hay là mình sau một khoảng thời gian nào đó mình lại phải đến với trung tâm y khoa để mình điều chỉnh lại ạ? Các bạn thấy là với cái công nghệ này á, mình thấy rằng bây giờ mình can thiệp để có nụ cười đẹp không chỉ là răng. Trước đây mình chỉ nghĩ là đi làm răng là đủ. Bây giờ làm răng chưa đủ mà mình phải làm nướu và thậm chí là làm môi nữa kia. Thì đấy là cái quá trình điều trị của mình là một cái quá trình rất là logic, tốn kém nhiều cái thời gian, nhiều cái công đoạn. Thì hiển nhiên là chi phí nó cũng phải nhiều hơn. Thì cái quá trình bảo hành và bảo trì nó như thế nào cho được lâu dài, đúng không ạ? Thì điều may mắn á, là khi mình làm có cái kế hoạch cụ thể và được tính toán một cách chi ly, thành thử cái kết quả điều trị chắc chắn là sẽ chính xác hơn, sẽ tối ưu hơn nếu như mình không muốn nói là lý tưởng, đúng không ạ? Thì về mặt mà kỹ thuật, về mặt và chuyên môn, khi anh đã làm được kỹ thuật này là kỹ thuật cao thì anh sẽ đạt được độ chính xác, thì cái kết quả anh sẽ bền lâu hơn là theo cái chủ nghĩa kinh nghiệm. Còn cái vấn đề mà bảo hành bảo trì thì chính cái vấn đề vệ sinh răng miệng và chăm sóc răng miệng của người bệnh nhân là vấn đề rất là quan trọng. Thì sau khi điều trị, cái người bác sĩ làm sao phải truyền được cho cái người bệnh nhân cái tinh thần của cái việc sức khỏe răng miệng là do chính cái người bệnh nhân sẽ chăm sóc hàng ngày thì mới đem được cái kết quả lâu dài. Đồng thời là mỗi 6 tháng thì người bệnh nhân cũng nên đến cái phòng khám nha khoa để được cạo vôi răng, để được hướng dẫn vệ sinh răng miệng trở lại. Vậy thì đó cũng là những lưu ý mà chúng ta cần phải chú ý hơn sau khi mà chúng ta hoàn thiện được một quá trình để thiết kế lại nụ cười của mình. Thế thì qua những chia sẻ nãy giờ thì anh Tú cũng như là quý vị khán giả có thể thấy được đây cũng là một công đoạn khá là phức tạp, đúng không ạ? Thế thì trong quá trình mà chúng ta điều trị thì chúng ta cần phải lưu ý đến những vấn đề nào thưa bác sĩ? Trong cái quá trình điều trị á, thì nhất là cái giai đoạn mà chúng ta phải phẫu thuật nướu hoặc là môi, thì trong cái giai đoạn đó là chúng ta cần phải giữ vệ sinh răng miệng thật là cẩn thận.
chúng ta phải sử dụng những loại bàn chải đặc biệt. Thì cái bàn chải này, cái lông nó mềm hơn, nó mịn hơn, nó không làm tổn thương đến nướu trong cái giai đoạn đầu. Và đồng thời phải sử dụng cái bàn chải này để cho nó sạch những cái mảng bám, thì cái quá trình lành thương của nướu của môi nó mới nhanh chóng. Đó là cái lưu ý rất là quan trọng. Đồng thời là trong cái quá trình mình làm cái hàm răng sứ, hàm răng veneer lên rồi á, thì các bạn cũng phải rất là cẩn thận, không nên cắn thức ăn quá cứng, phải không ạ? Ví dụ như các bạn sẵn sàng, các bạn cầm ra ổi các bạn cắn, thì tôi nghĩ là với răng thật nó cũng sẽ hư, chứ đừng nói chi là răng veneer hay là răng sứ. Thì nhưng mà không phải cấm các bạn sử dụng những cái thực phẩm đó, các bạn cũng có thể là thái sắc nhỏ nó ra, các bạn ăn được vẫn tốt. Đó là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là bệnh nhân cần phải lưu ý. Ngày hôm nay xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình và chia sẻ với anh Tú cũng như là quý vị khán giả rất là nhiều những thông tin về công nghệ thiết kế nụ cười. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Xin cảm ơn anh Tú và xin cảm ơn quý vị khán giả, quý vị xem đài, và chúc quý vị sẽ tìm được một cái cơ sở có uy tín và các bạn có thể là có một cái nụ cười đẹp hơn, tự tin hơn trong tương lai.